Chào mừng các em đã quay trở lại với CN Gamer. Và ngày hôm nay chúng ta cùng lấn chân sang một ngành kinh doanh mới mang tên là Super Market Simulator, giả lập bán siêu thị các ông ạ. Nhớ like cho cái video tiền luôn. Hãy bắt đầu với một cái gì đó nhỏ và sau đó thì các bạn sẽ trở thành một siêu thị thật là bùng nổ, siêu thị thật là tuyệt vời. Hãy nhập những đơn hàng và đừng có quên là đặt giá hàng để có thể mang thêm thu nhập tốt hơn hả? Đúng không ta? Tuy rằng là không hiểu tiếng Anh nhưng mà gì thì chắc có vẻ như là nó sát ý ấy. Chuyện luôn. Super Market của nhưng mà sao không được đặt tên đó, đáng lẽ phải cho đặt tên để tên tạp hóa. Tiếp sâm, nhà mình có mở tạp hóa đúng không? Nhiệm vụ đầu tiên là chúng ta cần phải order nhiều món hàng. Ok, order hàng về bán đúng không? Mở máy tính này. À, Shiba. Khởi nghiệp với cái mức giá tiền mà mình đang có trong túi đó là 50 đô. 50 đô mà quy ra tiền Việt, 1 đô là 23.000, 10 đô 203. Mà 50 đô thì sẽ là 23, là 203 nhân 5. 203 nhân 5 thì 2 nhân 5 là 10, còn 3 nhân 5 là 15. 10 là 1 triệu còn 15 là nó sẽ thành 1 triệu 150.000. Phần đồng toán học. Ý diệt nhưng có số. 150.000 để bắt đầu khởi nghiệp cái tạp hóa. Ui cái này 35 đô luôn á. Mình nhập 35 về mình bán 350 đô. Hay là mình nên nhập những cái món hàng nhỏ lẻ trước thì mình bán lấy vốn, sau mình mới nhập đến cái to. À rất là nhiều cắt nan giải để có thể khởi nghiệp. Thôi mình sẽ nhập những cái nhỏ lẻ đi. Tổng giá đang là 39 đô. Nhập thêm cái nước này đi. Ui ôi, vượt mất chỉ tiêu rồi. Tạm thế này đi cái đã. Đây, hàng sẽ được gửi về. Sau đó mình sẽ trưng hàng lên trên kệ. Này, mình nên xếp hàng kiểu nguyên một hàng ngang luôn đi. Nguyên một hàng ngang như thế này này. Hay là sao? Hay là xếp hai hàng. Ừ, xếp hai hàng đi. Phải chia ra đấy anh em ạ. Này là gì hết ta? Hình như là lúa mặt. Grab the food. Con này là bánh mì. Ok. Nhập giá. Giàu hay không là phụ thuộc vào giai đoạn này này. Giá cả mà nó đang bán trên thị trường là 3.12 đô. Là giá của thị trường nó bán. Thì mình sẽ bán 6.12 đô. Giá mua bình thường là 0.99. Giá bán thị trường là 3.12. Mình bán giá 6.12. Hợp lý rồi. Vẫn mua vừa bán mà anh em. Đây là 4.83. 8.83. Phải thì làm giàu lại không khó. 6.71. Ngày nay thì là 6.96. Mày mở cửa luôn đi chứ nhở. Anh chị ơi. Ồ, nhân dịp quán em mới khai trương em tăng gấp đôi mọi mệnh giá anh dai. Hả? Đắt quá hả? Ok anh dai. Anh dai thì mới khởi đầu. Trời ơi, đeo ai vô duyên như anh bao giờ. Vị khách đầu tiên, vì khách đầu tiên vô chê đéo mua thêm chị này nữa. Hề luôn đi. Giá trên thị trường là 4.83 thì mình nên để ở 6 chấm. Này 5 chấm. Này 5 chấm luôn. Này 5 chấm nốt. Rồi, à, để nốt cái này 5 chấm luôn đi anh em ơi. À, đồng giá anh em có đồng giá. Nhân dịp khai trương em mở bán các sản phẩm thiết yếu mới đồng giá anh chị ơi. Ủng hộ em gái. Chị gái ơi. Tướng mạo chị có vẻ như là sang chẳng quý tộc đấy. Thế đã. Thế luôn. Ôi được rồi, để 4 chấm thôi. Bán ăn trên đầu trên cổ người ta này, người ta đéo chịu mua mà, thề luôn. Ô, có người mua bánh mì rồi nè. Ôi, chị gái mua bánh mì à? Ui, lại tuyệt vời quá. Cái này 5 chấm đúng rồi mà.
Cái này 3.5. Không, 4 chấm. Phải là 4 chấm. Rồi, chị là người đầu tiên, chị là người đầu tiên mua hàng ở cửa hóa em ấy. Em là em nhớ mặt chị ấy. Cái gì? Mua cái bánh có 5 đô mà bắt đầu thổi 95 đô. Mày vô mày đổi tiền lẻ à? Hả? Mày vô mày đổi tiền lẻ à? Mày thích tiền lẻ không? Bố mày đổi cho mày tiền xu. Bố mày đổi cho mày tiền xu. Con lợn nè. Có vẻ như là hơi sai sai rồi mẹ. Đổi tiền xu như thế này bấm khi nào mới được 95.000 ta? 95 đô ta. Với này chừng nào mới được 95? Bấm lò chỉ mới được có 1 đô. Ê. Không. Phải dạy cho những khách hàng như này một bài học. Láo. Có vẻ như là cao rồi đấy. Cứ thế mà tiếp thôi. Mở tay đây. Bắt đầu mở tay nhá. Mở tay nha. Bấm này giờ mới được có 3 đô. À xì ba. Mệt nha, mệt nha. Mệt thật. Mệt thật, kéo đùa nha. Mệt. Không sung sướng gì đâu nha. Kéo ổn rồi. Thôi, thối tiền đấy cho chị rồi. Đấy, cút đi. Cút. À, 5 đô. À, cứ một đơn hàng bán thành công là mình sẽ được cộng 5 mét xít anh em ạ. 5 mét xít. Ui, phải thối 46 đô. Con mẹ em. Đây này. Mình có thể nhập giá sai không? Tụi như này thì sao nhỉ? Sao nhỉ? À đéo được à? Không cho, không cho, không cho thì chín đâu. À cũng không cho à? Bắt buộc phải đúng à? Thôi, càng thế. Thế ví dụ như mình không thối đúng tiền thì sao nhỉ? À cũng không cho à? Không cho là thôi, càng thế. Phải bo người ta chứ. Mấy anh mấy chị đéo biết bo là gì. À, 41 đô sao không bo cho em đi. Rồi còn hút tiền. Rồi ăn chả thương em. Có vẻ như là mình phải nhập thêm hàng rồi các bạn. Hai đơn hàng mà lúc này mình chưa mua được. Có hai đơn hàng này. Nhập luôn nhỉ. À thiếu tiền thiếu 4 đô. Ủa lúc này mình có thấy chị gái vào đây mà. Đéo mua xong đi luôn à chị ơi. Cái ủng hộ ấy, à, anh Giang trai. Anh Giang này hình như là em nhìn con quen. Như là lúc khai trương ăn ghé vào ủng hộ em đúng không? Nhưng mà ăn quay lưng ăn đi mẹ luôn đúng không? Giờ ăn hối hận chưa? Ăn thấy tầm quan trọng chưa? Cái tạp hóa của em này tầm quan trọng là hơi bị lớn đấy. Đặt hàng luôn. Tiền nước à. Cái này là gì? À, chocopin à. Chocopin. À, đặt giá, từ từ, anh ơi. Ê, con mẹ ăn. Phải đặt 7 chấm. Lấy lại cái số vốn lúc này. Mình đã bị mất. Này thì đặt 6 chấm. Không, 5 chấm thôi. Thế thì cái này phải đặt ở tầm khoảng 6 chấm thôi. Đấy, người ta mới mua, anh em hiểu không? Thằng củ lợn này lúc này nó mình chưa đặt giá, nó vô nó mua anh em ạ. Rất là củ lợn. Ôi, 42 đô. Cút.
11 đô. 0 đô. Nice. Em phải nhập thêm bắn đỏ này. Mỗi cái một loại. Nhập thêm. Quay ra, thiếu tiền anh em ơi, thiếu tiền anh em ơi. Xong, mình tính tiền cho ông dai thì chắc là đủ tiền đấy. 5 đô. À, vừa đẹp. Lại hợp lý, lại thiếu 3 đô. What? Hình như là phải trả thêm thuế nữa anh em ạ. Ờ, tiền shipping 4 đô. Phát cho bill thật. Ồ, đây rồi, cứu tin của tôi rồi, cứu tin của tôi đây. Ô đúng rồi anh hai, ô đúng rồi anh hai, đúng rồi anh hai, nữa anh hai. Cứu tin của tôi đây. Rồi, nhập luôn. Từ anh hai ơi. À, em đang nhập hàng tí. Cắt khứa có vẻ hơi đông. Người ủng hộ có vẻ hơi nhiều. Giá chắc là hơi bị rẻ này. Nên suy nghĩ lại cái vấn đề của mình tăng lại giá không. Giá anh hai mua nhiều ấy. Em suy nhá. 20 đô. Mình phải suy nghĩ lại cái vấn đề là có nên này tăng thêm giá thêm không. Này hình như có vẻ là hơi rẻ. Ừ chị ơi. Giờ mình kiếm thêm tiền nhập thêm một sấp chỗ cổ pin nữa. Chỗ cổ pin này người ta mua có vẻ nhiều này. Xì hơi. Để tối rồi không ạ? Bây giờ là 6 giờ 22 phút tối. Trời đã tối rồi. Bật điện đây đúng không? Ồ. Cái gì? Thì mà chế đắt đây. Mua được thì mua, không mua được thì mua chứ. Mẹ sao lại chết đắt. Đây đô. Hợp lý. Mình lại lên lại được 52 đô rồi này. Đặt thêm một hộp bắn là chục cục pin đi. Đấy, thế là mình đã hoàn thành được mục tiêu mà ngày hôm nay mình đặt ra. Mục tiêu ngày mai mình đặt ra. Thế là kiếm tầm đâu đó khoảng 500.000 đô. Mục tiêu ngày hôm nay là mình chỉ bỏ ra 50 đô để nhập hàng. Và sau đó mình bán. Mở rộng thêm những món hàng mới. Đầy đủ món hàng. Không biết là còn khắt vàng được không. À ui ôi. Ăn mập. Ôi nhìn mặt ăn mập này giống cái ông gì mà đóng phim trong taxi trả thù ấy. Các ông có xem phim đó chứ. Ăn là taxi Doki anh em có biết không. Ông này là ông anh em Cinder ấy. Giống vãi bìu luôn anh em ạ. Thiếu cái bớt màu đen với mặt. Ừ thiếu đúng cái bớt. Giống vãi cả bìu. Dẹt sợ, ui lại còn có khắt nữa. Nó vừa set up nhiệm vụ mới cho mình này. Vụ gì hết ta. Sau để mình xem nhiệm vụ. Như là trong máy. Nó kêu là mình phải nhập thêm cái hàng về bán nè. Đây mình mua cái này thì mình có thể bán những nó giống như là cái giấy phép để mà bán hàng á các bạn. Đây nó có trứng này, sữa này, teo blood, để biết coffee dust rush, cà phê đen, cho xe cùng với nước lọc water. Và mình có thể nhập được thêm 6 đơn hàng mới về bán. Nhưng mà yêu cầu là đến level 3. Mình mới level 2 thôi. 200 đô. Ok. Mục tiêu ngày tiếp theo mình đặt ra là mình sẽ kiếm được 200 đô để mua cái đơn hàng này về. Mình nhập hàng mới về mình bán. Đấy là mục tiêu của tôi. Cái này là gì ngân hàng hả? Gì đấy? À, mình có thể mượn tiền ngân hàng anh em ạ. Hợp lý. Lãi suất là 0.01. Mình vay 750 đô và 15 ngày sau là mình phải trả 862 đô. Là trả 112 đô hả? Thuế đéo mẹ mày, thuế cắt cổ ấy. Cái này là cước ngày ấy chứ. Ngân hàng đéo cái này cho vay nặng lãi mà. Đây là mình mượn 750 đô, 5 ngày sau nếu như mình trả được thì nó chỉ mất đâu đó 787 đô. Mình có nên mượn ngân hàng không ta? Từ từ ngày mai tính tiếp. Press enter to fix the day. Bấm enter để qua ngày tiếp theo. Qua ngày tiếp theo. Yeah, ngày thứ nhất của chúng ta thì là bùng lỗ. Đến với ngày thứ hai nào.
Bánh đỏ. Nhập bánh đỏ. Đúng cái bánh đỏ thôi. Mở cửa luôn. Ơi, chưa đặt hàng. À, chú áo đỏ ấy, ngày mới vô khai trương em phát. Cho nó thật là đầu xuân năm mới đó nào. Ôi giời. Ôi giời. Ok chị. Chị ơi. Chị. Fuck. Anh Giai, anh Giai vô ủng hộ cửa hàng em cái. À, anh Giai nhở. Giai. Đây 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 đây. Mời ăn. Đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Cua cua cua. Đúng rồi. Vô form vô form vô form. Đúng rồi. Ô đúng rồi. Ô sao bốc quá hai cái vậy. Ê, phải xem thêm mặt hàng khác nữa chứ anh ơi. Anh Giai nhìn mặt có vẻ hơi nguy hiểm đấy. Anh ngước 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 lên em nhìn thế nào. Đúng rồi. Điện tương tác với người chơi ấy. 10 đô. Cố lại 90 đô. Còn mẹ nhăn. Cái gì? Chị đắt thì cút. Nên xem lại cái giá của nước này. Đắt cái chó gì. Giá thị trường nó bán là 4.50. Mà giá mình bán là 5.50 sen đúng không? Giá cả thị trường tiền tệ ở cái nước này gọi là sen à? Đắt hơn có 50 sen. Bố mày tăng lên 6 chấm gì. Mục tiêu mà hôm qua mình đặt ra nó lấy được 200 đô. Mục tiêu nó quá đơn giản. Quá dễ. Bây giờ là 12 giờ trưa này. 22 giờ trưa, anh chị nào đi mua hàng không nhỉ? Gái này nhìn chắc chắn là đi vào cửa hàng rồi này. Đấy. Đấy, cái lớp đen đen này hình như là áo lắm. Trong nghi chứ đúng không nhỉ? Đúng không? Mẹ giờ chứ còn gì nữa. Chị ăn mặc là đường hoàng rồi nhá. Rất là gợi cảm ấy. Chị đang tạo điều kiện những người xấu ấy. Có nảy sinh cái ý đồ ấy. Nhá. Ăn Giai mặc vest lịch lãm vào thì... Đâu có con nào. Có đắt hơn những 17 sen thì cũng ôm đầu lắc lắc. Sợ ăn cho cố vào. À, chú này bị đầu hói này. Mình là một chủ cửa tạp hóa thì phải ưu tiên cho những vị khách hàng của mình. Mình phải nhập thêm thuốc mọc tóc cho ông chú này. Ông chú này thì có thể hơi tẩm nhé. Mua đúng chai nước ấy đi quẹt thẻ này. Ủa? Sao không có số tiền để bấm? Sao lại không đô? Chị ơi! Ê! Chị ơi! Chị ơi! Con mẹ chị! Quên em có số tiền của mình kìa anh em. 1, 2, 3, 4 luôn. Số đằng sau mà là số 5 luôn là sẵn rồng luôn rồi đấy. Sao lại không đô nhỉ? Chết còn mẹ rồi, hình như là tôi chưa đặt giá nè em ơi. Tôi chưa đặt giá nè em ơi. Hỏi sao đấu má thì. Cháu đâu? Không, 5 đô thôi. Yeah. Fuck. Mày sao tôi thấy sai sai kiểu chó gì. À, thuận mua vừa bán mà em, giá cả mình thấy mình đặt có vẻ như là hợp lý đấy. Không cần phải sửa lại giá làm gì cả. Giá là rất là hợp lý. Thuận mua vừa bán. Mình nên là tập trung vào kiếm thêm tiền để nhập những đơn hàng mới về cho những khách hàng yêu quý của mình. À, đúng rồi anh này. Những vị khách thân thiện, những vị khách giàu có. Ý nữa chắc là mình phải đi xem xung quanh có
cái cửa hàng tạp hóa nào cạnh chăn với mình hay không. Đi xem thử luôn là xung quanh đây có món gì chơi không? Những trò chơi vượt lên chính mình, kéo xì dắt chẳng hạn. Trò chơi giúp mình có thể phát triển nền kinh tế, phát triển với gọi là thu nhập, nghề tay phụ. Nghe không? Ê, gì? 86 đô. Còn mẹ chị. Tối ấy, trời tối rồi. À có bật đèn rồi đấy. Ồ, à không, tắt mẹ đi, tốn tiền điện lắm. Ăn dài, tắt đèn đi. Tắt đèn đi, không nhìn được ăn dài này luôn mà. À, hello ăn dài nhá. Ăn đồ. À, quán em đang thực hiện chủ trương tiết kiệm cho nhà nước nhá. Mấy em mấy chị chịu khó đấy. Có đèn nhá, mấy em mấy chị nhá. Khả năng là hôm nay không lên được 200 đô của các ông ạ. Giờ do mình nhập thêm hàng ấy, cho nên là số tiền mình nó bị giảm xuống. Nếu như mà mình không nhập hàng thì giờ chắc chắn là đủ 200 rồi. Nhưng mà 200 xong thì chắc là mình phải có thêm tiền để mới nhập hàng chứ đúng không? Thế à, mình chắc phải vay ngân hàng thì chứ nhở. 195 rồi này. Bật điện lên cho nó sáng sủa, khắt nó vào. Thiếu nước này. Ok. Gì? Slot after sao 9 giờ PM? À là 9 giờ tối là nó sẽ không bán hàng nữa. À 9 giờ là nó sẽ dừng lại để cho mình qua ngày mới này. Rồi mình hiểu rồi. Hiểu cơ chế của con game này rồi. Quay đúng ngày thật ngoài đời luôn này anh em. Ngày 3 tháng 3 năm 2024. Quay đúng ngày thật luôn đấy. Phải view thật. Hết khách rồi à? Này, enter qua ngày mới luôn. Okay. Hôm nay chúng ta tiếp đón được 20 vị khách. Và trong đó có 5 vị khách là chê cửa hàng mình bán đắt vách cứt. Sao còn 15 người còn lại đúng không? Không sao hết, không sao cả. Hôm nay chắc là mình sẽ đi khảo sát xung quanh xem là có cái cửa hàng tạp hóa nào không. Thì mình vào xem là giá cả thị trường bên trong nó bán như thế nào. Có xứng đáng hay làm đối thủ cạnh tranh với mình không? Bù, siêu xe. Bù, đáng sức cấp đấy. Kiếm xem có chỗ nào bọt xí rắc không nào. Game này khá là nhẹ. Đáng lẽ ra nó phải cho thêm những cái chỗ chơi vui như là kéo xí rắc. Con ba nhà sập xỉn gì đó. Ừ, giống như con gì hồi trước mình chơi giả lập. Mở quán net đấy, các ông nhớ không? Nó phải có những cái bộ môn như thế để giúp cho người chơi giải trí. Hiểu không? Đây có cả hầu treo này. Asiba, nhưng mà đéo vào được. Cái này phải có những cái đó giúp người chơi giải tỏa căng thẳng. Ô, kho ra cái à nhà kho hả? À ha, thế là sao để mở nhà kho? Đây nhà kho đây. Unlock nó là mất 1.000 đô, có vẻ build thật đắt thế. Thế đây build gì đây? Đéo trả. Ôi nha. Đúng rồi, ăn bánh mì khô lắm, phải uống thêm nước. Chị gái biết tính toán ấy. À, hai bánh mì là phải hai nước nha chị nha, lần sau rút kinh nghiệm nha. Đừng để em nói nhiều, hơi mệt đấy. Ăn này ăn choco bin là hơi đắng mồm mà không mua nước uống ăn dai. 200 đô rồi đấy anh em. Chắc là mình đã đủ tiền rồi đấy. Uầy. Nhập đơn hàng mới về kệ mình vẫn còn ở đây mà. Chết còn mẹ rồi. Đập nhiều cái thùng xăng này quá rồi. Mà thùng xăng này ế vãi. Mua cho em mấy cái lọ lúa mặt này với chị ơi. Chị ơi. À sao lại chế đắt. Thì từ từ mình giảm giá cái lúa mặt này xuống đấy. Đéo ai mua cả. Chẳng làm nhá. Không, để 4 đô đi. 4.5 nó bị lẻ tiền đó. Mất công. Hỏi sao đéo ai mua ạ? Đấy đấy đấy, có ăn áo đỏ mua rồi kìa. Tầm giá xuống người ta mua liền. Còn mua là vừa bán. Thì đây sao lại thối 95 đô này. 10 đô.
Đúng rồi chị ạ, đúng rồi chị ơi. Mẹ hàng tồn kho của em nó còn nhiều quá, chị cứu em ơi. Công đức vô lượng của chị ấy. Công đức vô lượng ấy. Cứu cứu em ấy. Chết em. Hàng tồn kho em lỡ nhập nhiều quá. Hàng tồn kho quá trời đây. À đúng rồi anh ơi. Ôi dồi ôi, công đức ăn vô lượng luôn anh ơi. Vừa đẹp vừa khít lỗ đít luôn. Rồi. Ấy đang còn một thùng đấy nữa này. Anh chị gì đó ơi, vô giúp em ơi. Ở đây đây anh áo đỏ giúp em ơi. Em đội ơn. Em xin đội ơn. Ok anh trai. Đúng không anh trai? Cứa đi anh trai. Ok bốc được đúng có một cái ạ. Thì chế đắt thôi. Cái này đắt thôi. Giá thị trường là 3.12. Bình thường giá của nó là 0.99. Mình đặt giá 4 chấm thì mình lời 3.01. Là mình chỉ lời đâu đó gấp 4 lần thôi chứ may mà ta. Có đắt đâu ta. Sao ấy nhờ. Cái hiểu. Không có gấp 4 lần thôi mà người ta chê đắt. Nên sửa lại không? Không nên sửa lại, mình phải kiên định. Mình phải kiên định với cái giá mình đặt ra. Kiên định lên. Làm ăn là không thể nào mà kiểu lung lay được. Không thể nào mà nghe được một từ một hai người mà mình có thể lung lay được cái được gọi là cái kiên định của mình. Đéo mua thì cút. Đấy thấy không? Mình không được kiên định. Nếu như mà lúc này mình giảm giá chị gái bốc nó lại mình bị lỗ ấy. Thấy đúng không? Phải kiên định. À mất khách chứ không bán lỗ anh em hiểu không? Đúng rồi, đúng rồi. Nhiều vào, nhiều vào. Đúng rồi, nữa, đúng rồi, nữa. Đúng rồi. Ôi dồi ôi, công đức ăn chị vô lượng quá. Trời ơi. À đầu xuân năm mới thì em chúc chị công việc thành công. À, tiền vào như nước mà tiền ra ở quán tạp hóa em nhớ chị nhớ. Em xin 28 đô. Xin 1 đô. Ui 300 đô rồi nè. 300 đô rồi. Ngày mai chắc chắn là mình phải nợ. À không, mình kiếm được bao nhiêu thì mình ấy bấy nhiêu đi. Cuộc đời mình rất chi là ghét đi nợ nần. Anh hiểu không? Mình làm được bao nhiêu thì mình dùng bấy nhiêu. Tại sao mình phải đi nợ? 357 đô. Để tiết kiệm cho cái tạp hóa của mình tiến đến với siêu thị. Một bước tiến khá là dài. Thì mình nghĩ là nên tiết kiệm điện. Cứ một ngày mất vài đô tiền điện. Để càng lâu ấy thì nó sẽ làm cái số tiền lớn. Anh em hiểu không? Đấy được gọi là tích tiểu thành đại. Đấy. Cho nên là đéo bật điện luôn. 18 đô. Nhưng mà trong game này không biết là nó có trừ tiền điện không nhỉ? Lúc này mình có thấy hai cái bill đéo gì đây? Từ từ để coi xem bill đéo gì đây. Bắt mình trả tiền bill gì đây ta? Bill thuế hay bill gì đấy ta? 1.62 đô. Còn cái này là mẹ 20 đô. Mày bị điên à? Tiền lòn đâu mà đóng cho chúng mày? Tiền mặt bằng hay cái gì đấy ta? Nó đắt vậy ta? Không có ghi là mình cần phải trả hết tiền điện. Thì hình như là có nghĩa là nó đéo tính tiền điện hay sao? Không, mình phải kiên định. Mình phải kiên định với cái sự lựa chọn mà mình đã đưa ra. Để áo bật điện. À, chị gái này da có vẻ hơi trắng ấy, nhưng nhờ tắt điện đi gái. Đéo thấy chị đâu luôn, tàng hình mẹ luôn. À, tắt đi thì chị tàng hình luôn. Tàng hình luôn mà. Tàng hình luôn. Vâng. 8 đô của chị nhá. Ui ăn dài. Ôi đúng rồi ăn dài. Đúng rồi ăn dài. Ăn dài là phải bốc cả khay. Ăn dài là phải bốc cả thùng nhá. Tướng ăn dài là 1-2. Đúng rồi. Phải thế. Tướng ăn dài là phải ăn như thế này. Phải thế.
Nó lấy em ra nhưng mà có vẻ như là thiếu nước em ạ. Lần sau nhớ mua nước nhá. Ăn thế nó hơi khô. Cần thêm nhập thêm bắn đỏ này, su su này. À, bắn choco pin này. Ai tính tiếp. Pin. Bốn đô. Có vẻ như đó là vị khách cuối ngày của tôi. Nếu như bây giờ mình mua công thức mất 200 đô thì mình còn 243 đô. Vẫn còn tiền để nhập thêm hàng anh em ạ. Nhưng mà từ từ. Ở đây ấy mình đang có thấy nó bán luôn cả cái này hình như là tủ lạnh như vậy. Thế là nó sẽ có những cái đơn hàng nó cần đến tủ lạnh. Thì ở đây mình có thấy là trứng này, trứng là phải bỏ tủ lạnh chứ đúng không? New là sữa. Sữa cũng phải bỏ để nó bảo quản này. Thế nào phải cần mua thêm cái tủ lạnh nữa. Mà một cái tủ lạnh ở đây nó bán là 200 đô. Lạnh đôi thì nó bán là 375. Nó rẻ hơn 25 đô. Nếu như mua hai cái mất 400 thì ở đây nó đang được rẻ hơn 25 đô. Thôi nói chung cứ qua ngày mới đi cái đảng là tính tiếp. Hôm nay có 20 vị khách đến với chúng tôi và có 5 vị khách chê hàng của chúng tôi đắt. Cút mẹ đi. Cái gì đấy? Ron. À tăng giá anh em ơi, tăng giá anh em ơi, cái Ron. Ron là cái nào? Ron là bánh mì à? Hả? 120 á, mình đang để 5 chấm. Để thế đi. Tăng hay giảm cái mẹ nha nó. Choco pin này, bánh đỏ này, bánh mì này, su su này. Ờ, chưa kể nó phải nhập thêm hàng nữa nhờ. Bánh mì này, choco pin này, bánh đỏ này, su su. Mất 70 đô rồi, fuck. Được rồi anh em ạ, mình quyết định rồi. Ta hãy vay ngân hàng đi. Không, mình phải kiên định với ý kiến mà mình đã đưa ra từ đầu. Mình không được vay ngân hàng. Vay làm gì? Mình làm được bao nhiêu thì mình hài bấy nhiêu thôi anh em, đúng không? Trước tiên mình cứ mua thử cái build đi để nhá, xem như thế nào đã. Đây. Đó. Rồi mình sẽ đặt hàng về. Ui, 6 món mới đây. Có 55 đô. Ui, cái này cũng 55 đô. Là mẹ 110 đô rồi. Ơ. Ok, sửa chắc là mặt hàng này nhu cầu thiết yếu ấy. Này hình như là phô mai thì phải. Nước lọc à. Không đủ tiền để nhập thêm cái trứng này. Trứng 23 đô lận. Đấy, biết ngay nó cần đến tủ lạnh này, sửa cần tủ lạnh này. Ờ, cái này thì không cần. Đây là cà phê. Đây là nước lọc. Nước lọc cũng cần tủ lạnh. Vài bìu. Cô Mai cũng cần tủ lạnh. Bill vách cả. Thôi thì nợ ngân hàng đi. Hết cắt rồi. Nợ ngân hàng. Vừa sau mình phải trả là 787 đô. Đó là cái giá phải trả. Ok luôn. Để mua một cái tủ lạnh. Đó mình nhập thêm trứng. Muốn luôn. Hay là mình nhập thêm một cái tủ lạnh này nhỉ. Mình muốn mấy cái món này là mình sẽ chia ra anh em. Chia ra mỗi cái là mình sẽ để trong một cái tủ lạnh. Mình nhìn cái cửa hàng của mình nó sẽ kiểu sang chẳng trệ nhỉ. Trong khu phố đấy có đúng cái cửa hàng của mình là tạp hóa. Tầm quan trọng của cái cửa hàng mình rất cao. Nghe hiểu không? Đó, mình sẽ xếp sửa lên trước à. Ui. Đúng rồi anh em ạ. Mỗi mặt hàng mình phải để ở một tủ thôi. Để đỡ phải nhập hàng á anh em. Nhưng mà hiện tại mình đang đéo có tiền. Trước mắt cứ từ từ. Mình phải nhập 3 cái tủ lạnh, mà 3 cái tủ lạnh một cái 200. 3 cái là nhập với giá 600. Trước mắt là mình đéo đủ tiền. Không biết ngân hàng có cho mình nợ thêm không nhỉ? Đã lỡ nợ rồi thì nợ cho nó to. Đã lỡ rồi thì cho nó lấn đi chứ đúng không em? Đã lỡ rồi thì cho loét luôn nhỉ. Nước lọc này. Trước mắt chắc là mình sẽ để nước lọc với trứng ở chung một cái tủ lạnh vậy. Kiếm được tiền thì mình sẽ tắt nó ra làm đôi sau. Hay là phô mai hả? À không, để phô mai với trứng. Rồi, phô mai với trứng ở một kệ. Có tiền thì mình sẽ tắt ra sau. Đặt giá. Ồ, cà phê trồn. Cà phê trồn à? Hay sao mà giá 10.000 đô này? Vãi cả bưu. Trời ơi, cà phê ngon như thế này. Cà phê trồn là phải 12 đô chứ nhỏ. Này là gì đây?
AVG Cost. Nó là gì ta, mặt hàng này thì mình chịu rồi. Nhưng mà 5.78 thì mình để ở giá là 6 đô nhá. Sữa, sữa để 3 đô. Không, sữa là cần cho trẻ em, trẻ em thì không có sữa là thiếu dinh dưỡng ấy. Đi lau yêu thì phải để tầm khoảng 4 đô. Trứng à, trứng thì phải 5 đô. Ở phô mai là 5 đô. Nước lọc à, nước lọc thì 4 đô. Hàng để trong tủ lạnh nó có lắc xê à, mất thêm tiền điện này anh em. Phải để cái giá cao cao, em hiểu không? Mở hàng, khai trương những hàng món hàng mới à. Hàng mới về anh dai, hàng mới về luôn anh dai. Hàng còn nóng này, vừa thổi vừa sơi luôn anh dai. Đúng rồi anh dai. Sao lại đắt? Ê, ăn chê trứng đắt các ông ạ. Trứng lốc 8 cái, ăn chê đắt, còn mẹ ăn. Thế ăn cho ăn đứng đợi, đợi chết mẹ ăn đi. 3.98 là giá cả trên thị trường. Một phát nhập là 1.99 là mình chỉ có lời đâu, đó được có 3 chấm. Đấy đấy, có người mua này anh em. Mình phải kiên định với cái giá mình đặt ra từ đầu. Hiểu không? Gặp mấy cái thằng như này, nhìn cái mặt này là mọi dễ ăn đấm lắm ấy. Cút. Cút. Mua gì được đúng khay trứng các bạn dài. Uầy, chị gái này mua cà phê trồn à? Hàng mới về ấy chị nhá. Cái này mua 2 hộp su su, 1 hộp nước lọc, 5 đô. Yeah, mình đã kiếm được 69 đô. Một ngày khởi đầu thật là tuyệt vời. Nhưng mà số tiền mà mình đang nợ trong ngân hàng là quá lớn. 700 đô. Bác, riêng 3 cái tủ lạnh là hết mẹ 600 đô ở trong cái số nợ ngân hàng rồi. Thế luôn đi. Ơ sao lại đắt? Ô mai đắt á? Thế thì 4 đô. Trứng đắt á? Nước cũng đắt á? Nghe hay thế nhỏ. Này, Miu cũng đắt. Hàng để trong tủ lạnh nó phải giá cao. Mạnh hóa cái thằng này. Mình cứ thử để ở cái giá ở đúng thị trường xem nhá, xem người ta có mua nhiều không. 3.1, 3.98, 2.66. Người ta cũng bốc có một cái à. Ồ. Nhưng mà mấy cái này mình để trên giá mà, đâu có phải đúng giá đéo đâu. Có trứng là mình mới để ấy giá thôi. Mà cái giai đoạn thối tiền thì bấm như thế này rất mệt anh em ạ. Mệt vãi cứt. Mình phải kiên định với cái số tiền mình đặt ra từ đầu. 3 đô. 4 đô. Mua được thì mua, không mua được thì mua. 5 đô. À không, 4 đô thôi. 2.98 là mình đang lời lút cán rồi. Cần phải hơn đâu. 3 đô. Phải kiên định. Đấy, mua được thì mua, mà không mua được thì phải mua. Anh em thấy không? Phải kiên định. Mình không thể nào mà dựa vào 1-2 người mà mình lại giảm giá cái số tiền mình đặt ra từ đầu được. Không được để con sâu mà làm dầu nồi cắn. Và nhiều người mua cà phê trồn thế nhá. À, chỗ phải tăng giá lên đi anh em. Tăng giá cà phê trồn lên. Cà phê trồn đang 12 đô đúng không? Tăng lên đâu đó tầm khoảng 30 đô. 22 vị khách, trong đó có 6 vị khách chơi đắt. Đắt thì cút. Hai, tủ lạnh đây. Anh em thấy tôi buôn bán hợp lý không? Cái gì ra cái đó? Hàng nào ra hàng đó. Gì đây, gì đây? Khởi đầu một ngày mới, đừng có chê hàng của người ta đắt như thế. Ăn gậy đấy. À, để xem có mặt hàng nào hôm nay tăng giá giảm giá, bánh mì tăng giá này. Tăng giá ấy. 4.20 để 5 chấm là hợp lý rồi. Tăng hay giảm thì cũng kệ mẹ ăn á. Cứ đi theo cái giá từ đầu mình đặt ra thôi.
Hay là mình thử tăng thêm một phát rồi đi nhỉ? Mặt hàng này hôm nay nó được tăng giá. Thêm một phát rồi. Đúng không? Ôi, mỗi đơn hàng thì nó bán ra là lời được 4.98 đô đấy chứ. Đúng đấy chứ. Quá. Em có ai mua không? Mua thì tăng tiếp. Nếu như mà có tiền thì mình sẽ nhập thêm 2 khay trứng với 2 khay phô mai nữa. Nhưng mà từ từ, mình phải gom tiền để mà trả nợ đi cái nào. Coi số nợ của mình coi nào. Nếu như mà mình muốn trả trong ngày hôm nay là mất 615 đô. Bên cạnh đó mình ăn thêm một cái đơn ở phía bên này là 157 đô 50. Bắt buộc là 3 ngày sau là bắt buộc phải trả này. Ok. Vẻ như là vị khách này là vị khách cúng cuội của ngày hôm nay. Không, ăn dai này theo cái hướng này là có khả năng là rất cao ở chu tạp hóa bên này. À đéo, ăn đi luôn. À đây. Thấy không? Mình mà đóng cửa hàng sớm thì làm sao mình có thể đón được những vị khách tuyệt vời của cuối ngày như thế này. Đây là trong game, chứ còn ngoài đời mà mẹ sắp đóng cửa mà chui vào như thế này là kiểu đéo gì nhân viên nó cũng gõ cho mấy cái vào đầu. Ô, bốc thêm đi đúng rồi anh ạ. Ê, như nào? Ý kiến như nào? Ý kiến? Nè. Sao mua được thì mua được thì cút chứ. Cút. Ngày tiếp theo. Kết thúc ngày thứ 5. Tổng khách đến là 26, 15 khách mua và 12 khách chê. Uầy. Chị gái là người đầu tiên của ngày hôm nay. Nhìn có vẻ như hôm nay sẽ được buôn mai bán đắt nè. Cảm ơn chị nhá. Trời ơi. Chúc chị có một ngày thật vui. Dài cút mẹ luôn đi được không? Ồ, 91 đô nữa. Con mẹ nữa. Cút. Ồ. Năm mới phát tài phát lộc chị nhá. 38 đô. Ôi, chào chào bà nhá. 22 đô. Ăn dài tóc tai vuốt vuốt này. Ở mua được nhiều phê đây chưa nhà. Có bo. Thằng bo em mẹ 22 đô này đi. Trời ơi, mua 50 đô đơn hàng 28 đô thì bo 22 đô đi, mất công thối ăn dài. Mua được thì mua, không mua được thì mua đây. Đồ lắc xê trong tủ lăn phải bán đắt chứ. Ý kiến ý cò cái chó gì. Cái thằng này toàn chê nhá. Không. Ăn dai công đức vô lượng. Trời ơi. Nó đỏ bây giờ. Bốc như được đúng một cái thôi sao ấy. Con nào. À hai cái à. Hai cái cũng đéo được. Từ sao bốc nhiều vào nhá. Hết chưa? Hết rồi. Rồi. Đến tiền. Mua được đúng một cái bịch cà phê trồn thôi. Em để chị đợi nãy giờ là hợp lý đấy. Ăn dai lần sau mua nhiều là nhớ chen lên trước đứng nhan nhá. Cảm ơn ăn dai nhá. Ăn dai này cũng thế, lần sau gặp mấy người mà mua ít thì cứ chen lên trước nhá. Em tính tiền trước cho. Mua nhiều nhưng mà tiền ít thế. Ăn từ từ mình trả bill đã, trả bill. Để tiền còn lại ngày mai mình nhập hàng, xong rồi ngày mai mình bán nốt rồi là mình trả hết sạch toàn bộ số nợ mình đã nợ. Ui, công nhận là mình là một người có đầu óc kinh doanh thật là đỉnh. Yeah, qua ngày mới luôn, đéo nói nhiều. Kết thúc một ngày thứ 6 thật là tuyệt vời với 27 vị khách, 13 vị khách vẫn mua hàng và 19 vị khách chê. Sao hôm nay nhiều vị khách chê ấy nhở? Cái bàn tính tiền này mình có di chuyển đâu? À, di chuyển được luôn này. Đặt ở đây, sai. Được không? Đẹp luôn đi. Ôi đây, đây, ui dồi. 54 đô. Em nhớ mặt ăn dài nhá, mặt ăn dài nhìn đẹp đấy, đẹp trai ấy. Làm công ty nào đấy ăn dài. Ôi lại còn không cần phải thối tiền nữa. Ui dồi, ui, công đức vô lượng luôn anh ơi. Chúc anh lại làm việc thuận lợi nhá, thuận buồm xuôi gió nhá. Công việc tiến triển làm ăn phát tài phát đạt anh nhá. Con tin được tin. Ôi dồi. Ui dồi ôi, nhưng được có 36 đô thế à. Không sao, chị mua nhiều là em được rồi. Chúc chị con tin được tin, con tay được tay, con tiền được tiền nhá. Gì đấy?
Mẹ mày, cái thằng này tao nhớ mặt mày từ bữa đến giờ nhá. Mày đây mày mày chọc cửa hàng tao à? Phút. Ôi dồi ôi. Đây rồi, đây nữa rồi. Mày họ hàng gì với thằng lúc này? Mày nói mẹ luôn đi. Hai thằng này mặt rất giống nhau, hình như là hai anh em cùng cha nhưng khác ông nội. Nó chỉ khác bộ đội. Ui, đằng sau cái thằng phế vật này là ăn dai lúc này với đơn giá là 54 lô thì phải. Ăn dai chưa gì đã quay lại đây rồi. Ui. Công đức vô lượng ăn ơi, 26 đô. Xuyên nhá. Được quá ăn dai ơi. Ai cũng như ăn dai có phải sướng biết mấy không? 5 đô. Lại mày. Có đơn hàng gì hết không nhỉ? Ui. Đơn hàng gì hết nữa không nhỉ để mình biết. 47 đô. À, mình trả nợ ngân hàng phát đã anh em ơi. Trả cho hết nợ ngân hàng đi cái đã. Đỡ đêm dài lắm mộng anh em hả? Từ từ để mình ngồi kiểm tra xem trong này có gì. Đây là mở rộng cửa hàng này. 350 đô là mình có thể mở lên season 2. Season 2 là 4x4 là mở thêm được một số ô vuông à. À, 350 đô để season 2. Nhưng mà trước tiên chắc là mình sẽ ưu tiên nhập đơn hàng mới anh em ạ. Vì nó còn trống khá là nhiều chỗ ở đây này. Đấy, mình nhập thêm tổ với nhập thêm đơn hàng mới đi. Mình chưa cần mở rộng cái được gọi là quán nó làm gì cả. Quan trọng hơn là phải có thêm đơn hàng mới thì khách nó mới mua nhiều hơn, mua được nhiều tiền hơn. Ăn dai ở lại ăn dai 38 đô. Ăn dai phải đang giữ top 1 người mua hàng nhiều tiền nhất bên em đấy. Hồi nãy là 54 đô nhờ. Ôi, hai chị gái luôn. Ui. Được quá nhờ. Hai chị gái này hình như là mua váy cùng một hãng hay sao. Nhưng mà sao cái bụng cứ lúc lên kiểu gì ấy nhờ. Hai tháng đi. Hai tuần đi. Bụng hai chị là có dấu hiệu là lúc lên đấy. Hai chị đây. Cảm ơn dai nhá. Ui, ăn dai 54 đô. Lại. Ăn dai là đang cận chân top 1 cùng với ăn dai kia. À đấy là đúng, ăn dai đang ngay sau lưng luôn. Ăn dai là đang cận chân top 1 với nhau ấy. Đang huề ấy. Anh mốt đô. Cháu sao bà nhá. Cái bà này còn cùng muốn ấy, cận chân top 1 à. 44 đô. Ờ, anh dai sao lần này mới ít đi anh dai. À cuối ngày rồi anh dai à. Tính làm em cọc anh dai. Uầy mình lên được 478 đô rồi đấy anh. Ra giờ mình muốn mở rộng cũng được luôn rồi đấy. Nhưng mà từ từ để mình xem cái đơn hàng tiếp theo mà mình muốn mua là 400 đô tròn là mình vừa đủ luôn. Hay là mình làm thêm phát nợ ngân hàng nữa nhỏ. Nợ phát nữa. Phát nữa vì nếu như mà mình mua đơn hàng mới thì mình cần phải có tiền để mới nhập thêm hàng rồi mà. Ok, ngày mới. Hôm thứ bảy thật là tuyệt vời với 29 vị khách, 19 vị khách không nói gì cả, 11 vị khách ở chê. Chê nhưng mà tay vẫn box, tiền vẫn vô đều. À, làm phát vay ngân hàng đi chứ nhỉ? Vay lún 400 đô này. Học những đơn hàng mới này, đang có 6 vật phẩm mới. Trước mắt là mình sẽ cần đến hai cái khay. Đấy. Sau đó mình sẽ nhập hết những cái đơn hàng này vào. Ủa luôn. Cái gì đây ta? Spaghetti. À mì. Mì tôm anh em ạ. Mì xào, mì chiên, mì sấy. Cái đéo gì đó, nói chung là mì tôm. Này là gì? Mắm tôm hả? Chắc là mắm tôm, mắm ruốc. À cái gì đây? Supremi. 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 Gì nữa đây? Gì đây? Basmati. Cơm à? À gạo anh em ạ. Gạo. Cái này là gì? Nước đéo ấy. Nước tăng lực. Cái gì đấy? À nước mắm. Open the door. Mở cửa. Trước mắt là mình phải kiếm thêm tiền để mà nhập thêm mấy cái hàng này. Mấy cái hàng này mình đã bị ít quá. Cứ một hàng là hai khay mà anh em.
Đấy, lấy được thêm hai cái này. Ui ui, chưa đặt giá. Đặt giá vội, 3 đô. 8 đô. 6 đô. 8 đô. 8 đô. 7 đô. Nhăn thì không người ta vô bú vội đây. Cái này là phải nhăn không người ta bú vội đây, không được. Này mình đặt hơi vội, mình có nên là chết lại cái số giá không nhỉ, để xem này giá cả như thế nào. Này 6 chấm là hợp lý nhất luôn rồi này. Thấy không, 6 chấm có người bốc lia lịa. Cái này 7.5. 3 chấm hợp lý. Cái này 8 chấm mà nó vẫn bốc á. Thế phải để 8 chấm. Bắt buộc cái 8 chấm. Cái mổ. Cái này cũng càng phải 8 chấm. Bắt buộc ấy. 22. Ê sao lại 822? Bậy. Làm ăn không được gian lận như thế. Buôn bán là phải thật với lương tâm. Không bao giờ được kê giá, không bao giờ được độn giá. 50 đô này thấy không? Thì mà buôn bán có tâm với nghề ấy thì khách nó sẽ ủng hộ. Đấy. Chết mẹ rồi, chả thiếu một đô cái ảnh trừ mình 5 mét xít luôn. Con mẹ ảnh. Thế là mình vẫn chả thiếu được đúng không? Vẫn chả thiếu một đô được. Mà không bị trừ 5 mét xít. Vẫn cộng mà. Ghê hiệp rồi. Tự ái chẳng tiền nha, đúng rồi. 3.50 nhá, đây nhá. 50 sen này. Và 2 này. Đấy, có tiền bo. không bo chị. Ê. Ngọt thôi. Mắm này. Chờ tí chị gái em nhập mấy đơn hàng mới. Ơi, nước mắm phải để bên dưới. Thế là mình phải nhập thêm một hàng Super Remy. Chị đây, chế đắt cái gì đây? Bậy nha, hàng mới đây. Hàng mới về đây, made in đây. Ôi 72 đô. 5, 6, 7. Bú 2 đô. sao không bo ta? Cố này 20. Để đưa 10, 5, 6, 7. Cố 2 đô. Ơ kìa, trừ 5 ép xít. Cố được 2 đô mà trừ mất 5 ép xít kìa. Đấy, 11, 2. Đấy, vẫn bú đều đều. Kéo trả luôn. Bắt buộc phải trả anh em ạ. Trả 1 sen. Ê, bắt buộc phải trả 1 đô luôn á. Không, mình thử trả 50 sen thôi. Đấy, nó phải thế. Bốn thôi. Thề mấy ông đưa bằng thẻ ngân hàng mình không bú được miếng nào, mày cay ấy nhở. Đưa bằng tiền như này đúng rồi. 1, 2. Ấy. Được quá nhờ. Ôi 80 năm. Ui. Chỉ là trừ đi 5 FC nhưng mà mình bú được 10 đô. Được ấy chứ. Lại được ấy chứ. Bú 3 đô và trừ 5 FC đấy nhá. Được. Thế là mình sẽ bú những cái đơn hàng cao các bạn ạ. Mình chỉ nên bú những đơn hàng cao thôi. Không. Cao hay thấp gì bú hết. Bú hết. Thằng nào đưa tiền mặt tao bú hết. Kéo nó hơi nhiều. Từ FC cũng được. Tao bú hết. 50 sen á. 50 sen thì bú cái chó gì. Bú có 20 sen. Mất mẹ 5 exit. Mình bắt đầu thấy cửa hàng mình phát triển khá là mặn mã rồi đấy. Rồi. Chuẩn bị tiền đến với siêu thị rồi đấy nhở. 765 đô. Đang nợ ngân hàng 765. Đắt cái chó gì.
Tocobin giá cả yêu thương, nếu mà đắt cái chó gì đắt thì ta lại bú luôn. Tocobin 7.18 tôi bán 8 đô là hợp lý, đúng thuận mua vừa bán được các cái đắt ta qua ngày mới luôn. Yeah, hôm nay chúng ta tiếp đón 26 vị khách, 9 vị khách chê đắt và 6 vị khách kêu là đéo chịu thối tiền. Mẹ cái thằng này đéo chịu thối tiền. Flow là chắc là món hàng mới rồi. À, hộp bắn đỏ bị giảm giá. 6.7.5 đi. Okay. Hôm nay sẽ cố gắng trả hết cái lọ đi chứ nhỏ. Cả hết lợ để chuẩn bị qua đơn nợ mới. Mới nhập thêm hàng, bán thêm đồ chứ nhỉ. Nó vắng khách đấy nhỉ. Lúc tôi nghĩ ra cái trò quỵt tiền của khách thì... làm tôi ít khách đi hẳn đấy nhỉ. Ừ, kéo được rồi. Mày phải thối tiền đường hoàng với khách à? Không. Sao lại phải thối tiền đường hoàng? Ê, khách phải vô đường được đấy, khách phải vô đường được mà. Mình phải kiên định với cái sự lựa chọn mà mình đã đưa ra từ đầu đó, như nó. Phương châm sống của tôi kiên định. 47 đô luôn. Em xin. Em ít khách mà được mấy vị khách kiểu như ăn thì em cũng chịu. Có mấy vị khách vô mua 5 đô, 6 đô, 4 đô với cả 3 đô. Thả đéo vô còn hơn. 40.5. 40 đô. Ui xổi đưa 3 đô bú 50 sen. À, 46 à. Ui. Những vị khách thật là uy tín. Vị khách da đen này thì cút. Không biết là mình có thể trả được cái số nợ không ta. 587 đô à. Ngân hàng là 615 mới trả được. Thế cuối ngày mình vẫn trả được ấy. Vẫn có khả năng là trả được cái số lợ này đấy. Nhưng mà trả xong ngày mai đéo có tiền nhập hàng. Hàng mình vẫn đang còn đây thì chắc là không cần nhập thêm đâu. Cứ trả đi cho bớt đêm dài lắm mộng cái này ạ. Ui 50 đô tròn. Em xin. Đô. Đấy đủ tiền trả nợ đấy. Trả luôn thì bớt đêm dài lắm mộng này. Đấy. Còn nợ 157 của Bill thôi. Xin 1 đô. Ít tiểu cũng sẽ thành đại mà đúng không? Mình cứ mỗi lần mình lấy một ít của khách thế tít lại rồi cũng được nhiều phết đấy. Rồi, ngày mới 26 người đến cửa hàng. 10 người kêu là đắt vãi cứt và 4 người kêu là đéo thối tiền. Phải mẹ mà đéo quan tâm. Tocopin bị giảm giá, ông vãi cả bìu. Tocopin này mấy hôm nay đang rất là bị ế luôn. Cho nên là mình phải tăng giá lên thôi. Vào chế đắt rồi. Thì đây. Vào chế đắt xong đi luôn. Mẹ ăn. Đắt cái gì ta? Mình có thấy đắt đâu nhở? Mình thấy rẻ mà ta. 3.48 đô là giá gốc. Mình đặt 6.50 đô mình có ăn có 3 đô chứ mấy. Đi. Ăn được có gấp đôi chứ mấy mà anh em. Đắt đâu mà đắt. Mấy thằng này nó vô nó phá mình thì khó. Kéo muốn mua hàng nó vô nó phá. Anh em phải hiểu. Giá cả tôi là thuận mua vừa bán lắm luôn đi. Trong khu phố này đâu có cái tạp hóa nào. Chỉ có tôi. Tôi mở tạp hóa. Một cái tạp hóa duy nhất. Tôi phải lặn lội đi xa xôi. Tôi nhập hàng rồi tôi bán thì tôi phải kê giá lên chứ đúng không. Kê giá lên gấp đôi thì đã làm sao. Chị nhỏ, không chị không bo à? Sao đưa tròn tiền đấy? Bữa nay khôn quá, toàn đưa tròn tiền. Tròn tiền thế này không bú được miếng nào thôi. Mày phải chế đắt lại bắt đầu chế đắt, bắt đầu cái trò mẹ ôm mặt chế đắt. Bố mày đéo giảm đâu, đắt thì cứ mua đi, đâu có vụ giảm giá đâu, hiểu không? Bố mày nhập thêm mắm tôm, bố mày về bán. Tắt bố mày vẫn bán, mua được thì mua, không mua được thì cứ mua. Sao không đưa nhiều tí ăn này. 21. Ơ kìa, sao lại quẹt thế. Ơ kìa, sao đưa tròn nè.
Yeah. Mấy anh mấy chị này rút kinh nghiệm rồi. Mấy anh mấy chị này rút kinh nghiệm rồi. Một là đưa tròn tiền, hai là đưa thẻ. Mấy anh chị đéo cho tôi bú các ông ạ. Cay thế nhờ. Cay đấy. Cho bà nhá. Đây. Đưa bà 5 đô thôi, mình bú 6 đô. À đưa, ui, đưa 6 đô. Thôi 11 đô, mình chỉ cần đưa 6 đô. Mình ăn 5 đô mà bà không giận anh em ạ. Bà bo, trời ơi. Phải chắc này người già nó cũng đáng kính như bà. 55 đô, nói chung vẫn cảm ơn chị nha. Lần sau đưa em tầm khoảng 155 đô. Em thối chị 50 đô ấy. Em bú 60 đô còn lại. Đưa nhiều nhiều ấy, từ giờ trở đi em rất là thích mấy anh chị vào đổi tiền ấy. Anh chị mà đổi tiền thì em rất thích, em rất cảm ơn ấy. 10 đô thôi, 4 đô, trả nợ cái đã anh em ạ. Và nó còn nợ ở trong ngân hàng cái bill. Đây, hết nợ là luôn. Ô, level 10 là mình lock kép được, lock cây được cái phần nợ tiếp theo. 62.5 đô. Chị là khắt VIP ấy nhá. Ôi dạ, anh dài này có khi cũng lên khắt VIP ấy. Ui, 63 đô. Khắt VIP ở thối 50 sen là thối đúng sen ngon luôn. Không bú 1.000 nào hết. Em bán hàng rất là có tâm với nghề. Em rất có tâm luôn. 31 đô. 5 đô à? Đưa 3 đô thôi. Tao nói nhiều. Em ơi, kết thúc ngày thứ 10 thật là tuyệt vời với 32 vị khách, 17 vị khách. Nói thật là tuyệt vời, 19 vị khách kêu đắt vãi cả cướp và 4 vị khách kêu đéo trả tiền tao à. Ô, hôm nay tăng nhiều này, Miu tăng này, Su Su tăng này. Su 7 đô. Miu đâu? Tăng 2.53 thì 3.5 nhỉ. Cứ giảm cái đéo thôi để tôi xem. À cái gạo này 7 đô. Hãy làm 2 viên Shigunku đây. Mười 8 đô. Bốn 40 đô. Mấy ngày đầu tiên ăn dài mua ít này, nhưng mà bây giờ ăn dài có vẻ như là tài tà quy chín đấy. Ui, 55.50 đô. Anh này mua nhiều chắc là không để ý đến mấy cái tiền bo đâu đúng không? Giờ mình cần phải trả cho anh ta là 4.50, mình trả anh ta 3 đô thôi. Anh không trừ exit mà. Đúng là người phải giàu cũng khác. Để ý gì đến mấy cái tiền bo vặt này đúng không anh em? Thôi không uổng công ăn chờ nãy giờ đây anh trai. Ôi chị gái thể mấy anh chị nào mà mua nhiều rồi xếp hàng đến đằng trước giùm em với. Này cút mẹ đằng sau đi. Chấm 5. Mười đô, bú 10 đô. Ui, cần thối 20 đô. Tôi đưa 10 đô, bú 10 đô mà vẫn vui vẻ. Hôm nay chúng ta đã tiếp đón được 35 vị khách, 18 vị khách chê là đắt phát cả cướp và 3 vị khách kêu là đéo thối tiền à. Ui, tăng nhiều này, Oliver O là cái này. 8 chấm. Có những cái gì giả mà, cái gì tăng à, bánh mì tăng. Rồi nước lọc tăng. À thời tới. Bánh mì đây. Có bánh mì 6 chấm thì vẫn cứ để thế đi. Nước lọc thì phải là 4 chấm ấy. À giờ người ta toàn đưa tầm gần 50 đô không anh em ạ? À? Mua toàn mấy 50 đô không? Đấy phải không? 53 đô. Hoàn khắc yêu không? Cái gì số tiền của tôi lại lên lại 700 rồi. À 34 đô phải bú. Phải bú 14 đô. À đéo cho bú. Bú 21 độ, bú 22 độ, bú 23 độ, bú 24 độ, bú 25 độ, bú 26 độ. Ok, bú 26 cũng được, chừng 5 em ship cũng được, không sao hết.
Vậy tôi sắp lên được level 10 này. Sắp nợ thêm ngân hàng ở cái mức thứ hai đấy. Lên luôn rồi. Cái nợ mốc thứ hai của ngân hàng có ủa 16 đô, 10 đô, 45 đô và 46 đô không được à? À là phải mua nhiều thì mình mới bú được nhiều anh em ạ. À. Rồi tôi hiểu rồi. Tôi hiểu cơ chế rồi. Người ta mua nhiều mà người ta đưa nhiều là mình bú được nhiều. Thời gian thấm thoát thoi đưa. Số tiền của tôi đã lên được 1001. Ui ma, 1002. Chắc chắn là lên được 1003 rồi. Có khi lên được 1005 trong ngày hôm nay không nhở? Đâu bất ngờ. Ui tính ra lên được 1005 đấy chứ đùa. Thiếu có 10 đô này. Ác thật đấy chứ. Kết thúc này từ 12 với 35 vị khách, 16 người. Thật là tuyệt vời. 23 người kêu đắc với cả cứt. 3 người kêu đéo khối tiền à. Vẫn tuyệt vời. Ngày hôm nay mình sẽ mua cái công thức hàng hóa mới nha. Giấy phép bán hàng mới. Để bán thử xem là cái số tiền tôi kiếm có được là nhiều hơn những ngày trước hay không. Cái này trước đi. Ok, để xem là mình có những cái gì. Đủ phun nước luôn anh em ạ. Nước cam, nước Coca-Cola, nước soda, nước táo. Đây cũng nước tiếp. Soda Tuco. Quái cả bìu thật. Để tôi thử đặt nó về xem là nước này nó cần tủ lạnh hay là nó cần kệ. Rồi, nó cần tủ lạnh rồi. À cái này đặt được ấy. Này cũng cần tủ lạnh là chắc chắn này. Này cũng cần tủ lạnh luôn. Ê, mấy cái này cũng cần tủ lạnh hết rồi. Nước hết mà. Vãi nho. Uầy, thế là bây giờ tôi phải đặt 4 cái tủ lạnh nữa. Đùa tao à. 1 2 3 4 5 cái chứ đéo phải là 4 cái. À, 5 cái là 1000 đô đấy, mày đùa tao. Vay ngân hàng. Chuyện gì khó có ngân hàng đó. Uầy, có thể vay với giá 2000 đô được không? 5 cái tủ lạnh. Thôi, 5 cái mình chỉ cần này nữa nhớ mình vay. Trong 5 ngày thì mình sẽ trả lại thêm 22. Không cần đâu. Mình chỉ cần vay 750 thôi là đủ tiền để mua rồi. Không cần mấy đâu. Cần vãi cầu ski làm gì cho nó mệt cả. Ui vãi. Cái soda xăng này nó chỉ xếp được có một hàng thôi. Cái này xếp được hai hàng này, chai nó nhỏ hơn này. Cái này là sửa lốc 6 chai à? Kiếm diện tinh phết đấy. Có khi là cái sửa lốc này mình nên cho thằng hai hàng phía bên này để đỡ phải nhập hàng. Còn một hàng như thế nhập hàng mệt lắm, đâu để mình đặt thêm hai hàng nữa con nào. À, sợ là người ta không mua nhiều cơ. Không mua nhiều mà nó cũng rẻ, không sao, tôi cứ mua đi. Kiểu gì người ta chẳng mua hết đúng không? Quan trọng là lâu hay là ấy thôi. Còn người ta không mua thì mình cứ xét đúng giá là được. Trước tiên thì mình cứ kê giá trên trời ấy, cái giá tính tiếp. Thế đâu là người ta lại mua nhiều. Cái giá này. Nó phải để một sản phẩm nó chỉ có 3.75. Và mình có thể đặt được cái giá là 12.25. Thì mình kê lên giá là 13. Đấy xa. Ủ đẫm. Này 3.5. 3.5 nốt. Đồng giá. 3.5. 3.5 nốt. Ở cửa luôn. Mấy anh mấy chị ơi, nhân dịp em vừa nhập một đống hàng mới về, mấy anh mấy chị vào test cho em cái. Chứ nhỏ để em biết rồi sắp xếp lại cái giá nào. Nhà viên kẹo cao su phát. Hợp lý đấy. Cửa hàng của tôi hôm nay có vẻ như là buôn mai bán đắt khi mà nhập thêm một khối hàng mới về. Cô hàng. Chắc là tôi phải ra đi vệ sinh với y tế. Anh em ngồi trong đây căn tạp hóa giùm tôi cái nhá. Tính tiền nốt cái đoạn này đi cái nào. À đứng khó lắm quá. Mà tự nhiên mắt đéo mình phải đứng ta.
Ai dạ? Cú 4.50. Ai dạ? Cú 10 đô. Mới xe thì cút. Ok, anh em đứng căn cho tôi cái nhá. Tôi đi vệ sinh với cả giải quyết nỗi buồn phát. Thằng nào mà không trả tiền mà chạy, anh em nhớ chặn nó lại, đấm nó đi nhá. À, bật đèn lên nhỉ. Ui xui đông khách quá. Úi trời ơi, em xin 2 đô. Úi trời ơi, em xin 2 đô. Khi lên được 1.000 trong ngày hôm nay chứ nhờ, xong trả nợ luôn. Trả luôn đi, để lâu rồi, đêm dài lắm mộng. Nợ có 700 mấy chứ mấy mà. Ai xa, có đơn hàng gì hết đâu. Không, vẫn còn nguyên. Ok, trả nợ là cái việc thiết yếu đầu tiên. Đấy, hợp lý chưa anh em, hợp lý chưa? Còn 250 đô ngày mai mình nhập hàng nữa. Quá ngày mới. Kết thúc ngày 13 thật là bùng nổ với 35 vị khách, 16 vị khách nó thật là tuyệt vời, 20 vị khách thì chê đắt. Còn 7 vị khách còn lại thì bo cho tôi tiền. Orange rút, Apple rút, giảm soda, Orange rút tăng. Ui. À, 4 đô một cái. Soda giảm đi phải này. Soda này hay sao? Ở đúng soda này rồi đó. À, mình sẽ mượn ngân hàng 2.000 đô. Cho lớn luôn này. Tao học công thức mới. Nhập những đơn hàng mới. Mày sợ là không có đủ diện tích rồi. Này chắc là xếp lên kệ. Cái này xếp lên kệ, nhìn là biết là xếp lên kệ. Mình cần phải mua thêm 2 cái kệ. Cái tủ lạnh. Đó. Mất 1.000 đô. Kệ giờ mình không biết là xếp kiểu gì bây giờ. Này, mình mua dư kệ rồi. Mẹ mua nhiều kệ thế. Mua 4 cái kệ luôn à. Chết con mẹ ơi. Sao mẹ cái tiền lại trôi nhanh thế? Thật có 2 cái kệ bấm nhầm mẹ thằng 4 cái á. À, xét giá nào. Ăn chia là ở cái đoạn này 7 đô này. 5 đô này. Hay là 5 đô. Còn cái này thì sẽ là 3 đô. 5 đô luôn. 4.5 thôi. 5 đô. Chocola là phải 5 đô. Sữa chua là 3 đô. Ok chưa? Hợp nhí. Hợp nhí. Ok, khai trương. Đi. Đi. Kêu cái gì được chết ở phun đó. Là sao? Chứ hiểu lắm. Tao đứng nhìn. Mua mẹ đi. Mua đi, chờ chi. Đắt cái gì? À hình như là nó kêu là cái chỗ tính tiền đang bị nhiều quá. Không tính được tiền hay sao á? Chắc là vậy. Để mình tính tiền cho chúng nó vào. 918 đô là số tiền mà mình dư ra được trong ngày hôm nay. Qua ngày mới nào. Kết thúc ngày 14 thật là tuyệt vời cùng với 36 vị khách. Ngày hôm nay nhiều người chê đắt thế nhỉ, 32 người chê đắt lận, vãi bìu thật. 83 đô. $64. Wow, 3 con thám. Tam quý tám,
Ở tập sau mình sẽ cố gắng mở rộng cửa hàng, cùng với đó là nhập thêm những món hàng mới về nâng cấp, được gọi là sự đa dạng hàng hóa của cái cửa hàng mình lên. Sở lốc người ta có vẻ mua nhiều quá nhỉ, mà sở lốc vậy bởi cái giá của nó cũng ok đấy. Nói đùa. Ui dồi, chị gái bốc gì bốc nhiệt tình thế. Ui dồi, cái đéo mẹ chưa gì che đắt ấy. Buồn ấy. Sở chua đắt ấy. Thì sở chua ế vách cả đái các ông ạ. 2.5 1.680 có thể trả được cái số nợ ngày hôm nay, chắc chắn là sẽ trả được. Còn cái phía bên đây là 440 thì không biết là có trả được hay không. Mình cố gắng trả 1.680 trước đi cái nào. Sau khi trả xong cái đó rồi phải tính đến cái kia. Nếu như mà tôi nghĩ ấy, khách hàng mà yêu quý tôi, bo cho tôi nhiều trong ngày hôm nay thì cũng có khả năng là trả được luôn cả cái nợ bill ấy chứ. Ăn dai nhỉ, ăn dai bo. Không bo à? Sao lại quẹt thẻ? Không ăn dai quẹt thẻ cũng bo được không? Đặt cái giá cao cao tí. Sao không có ai bo mình hết vậy? Trời ơi. Không bán. 67 đô. Ồ em xin. Không ai bo cho tôi hết vậy. Tôi buồn đấy. À sắp 9 giờ tối đến nơi rồi mà cái doanh thu mới được có 1.300. Không biết lên được 2.000 mấy nhỉ? 2.800 không? Phải lên được 2.100 thì mình mới trả được hết toàn bộ số nợ của ngày hôm nay. Thôi. À, trước mắt thì cái nợ ở trong ngân hàng thì sẽ trả được, còn cái bill thì chưa biết. Ồ. Bo em ấy. Bo đấy. Đó, bo đấy. Ừ, bo 10 đô, hợp lý. Chị bo em hẳn 3 đô ấy. Bo có 2 đô. Bo xong thì còn... Ok, ăn dai không mua gì hết à? Dai kia thì còn đứng chê đắt. Không, chị gái. Bà cô, bà thím. Tối mẹ rồi. Kìa. Kìa, có khi nào lại không đủ trả nợ không? À đây, các khách yêu vẫn vào. Lấy... Căn thu ước tính một ngày của mình lên cũng được 2.000 đô ấy, chứ không đùa. Mình 500 rồi. Mình 680 lận vách ở view thật. Ôi giời ơi, đéo đủ để trả nợ thật luôn nà Pháp. Phát thật luôn, vai phần lèo thật, cắt mẹ thôi. Là doanh thu của tôi ngày hôm nay quân được 1.500, à đéo được nữa, do lúc đầu mình còn dư tiền mà. Không sao hết, tôi có một cắt rất là hay, rất là pro, đó là tôi sẽ nợ 750 tôi trả qua cái này. hay không tôi trả luôn cái này, ngày mai tôi kiếm tiền tôi trả nốt 750 này nó sao quá đẳng cấp. Nhưng mà ngày mai đó thì tôi sẽ để cho tập sau. Tập ngày hôm nay chúng ta sẽ kết thúc lại ở đây. Kết thúc ngày 15 thật là tuyệt vời, tôi đã sống 15 ngày trong cái tạp hóa của tôi, và ngày hôm nay ngày thứ 15 đã có 35 vị khách ghé qua, và lên đến 32 đứa nó chê tôi là bán đắt. Không sao, tôi vẫn vui. Tôi vẫn vui mừng vì điều đó. Ồ, tăng 2 cái này. Jokopit. Jokopit tăng. Ui, tăng 6.54 luôn á. Ủa, cái này phải bán giá là 18 chấm. Phải bán 8 chấm. Còn cái gì nữa ta? À, cái hộp màu xanh này. Hộp quay phải lên được 8 chấm. Anh em đang xem về Supermarket Simulator. Thế nhưng mà thích cái game này thì like đi chơi chi. Bye bye và hẹn gặp lại. Bye bye. Giải mà ủng hộ cái đấy.